Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các con. Trong thời gian các con nghỉ học ở nhà, chắc hẳn các con rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các cô lắm phải không nào? Dạ. Cô Xuân cũng rất là nhớ các con. Và ngày hôm nay cô muốn kể cho chúng mình nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện khiến con đi xe ô tô. Bây giờ cô mời cả lớp cùng lắng nghe nhé. Câu chuyện khiến con đi xe ô tô. Khiến con lên xe buýt, đi vào rừng thăm bà ngoại. Trên xe đã có dê con, lợn con, chó con và khỉ con. Các bạn trong số bọn họ, bạn thì vào rừng hái nấm, bạn thì vào rừng chơi trốn tìm. Bim bim, xe chạy rồi, tất cả cùng cất tiếng hát rộn vang. Bim bim, xe dừng lại ở bến đón khách, có một bác gấu lên xe. Ngồi vào đâu bây giờ nhỉ, trên xe đã chật kín. Ngay lúc đó, dê con đứng ra và mời bác ngồi vào chỗ của mình. Bác gấu ơi, cháu mời bác ngồi vào chỗ của cháu ạ. Chó con cũng đứng lên và nói, bác gấu ơi, cháu mời bác ngồi vào chỗ của cháu. Tất cả cùng cất kín. Bác gấu ơi, cháu mời bác ngồi vào chỗ của cháu. Bác gấu cả đọc và nói, bác cảm ơn các cháu, nhưng nếu bác ngồi vào chỗ của các cháu thì các cháu lại phải đứng đúng không? Ngay lúc đó, kiến con đến bên bác gấu, cố vô lên và cất giọng nói, không, không, mời bác ngồi vào chỗ của cháu ạ. Bác gấu lại hỏi, bác ngồi vào chỗ của cháu thì các cháu ngồi đâu? Bác gấu ơi, cháu ở đây. Bên tai bác gấu vọng lên tiếng của kiến con. Thì ra kiến con đã leo lên vai bác gấu và ngồi chõng chẽ trên vai của bác. Trên đường đi, kiến con còn hát cho bác gấu nghe những bài hát du dương rất hay, khiến bác gấu lim dim đôi mắt. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Các con vừa nghe cô kể câu chuyện, các con thấy câu chuyện như thế nào nhỉ? Rất hay. À đúng rồi, câu chuyện rất là hay. Vậy bạn nào cho cô biết cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì nhỉ? Cô mời Sơn nào? Câu chuyện gì nhỉ? Cô mời Sơn nào? Sơn cho cô biết câu chuyện gì? À, cô cảm ơn bạn Sơn. Đó là câu chuyện khiến con đi ô tô đấy. Vậy bạn nào cho cô biết trong câu chuyện khiến con đi ô tô có những nhân vật nào? Ai biết nào? Cô mời bạn Thu Ngân nào? Thu Ngân cho cô giáo biết trong câu chuyện khiến con đi ô tô có ai nào? Có nhân vật nào nhỉ? Đúng rồi, có bác gấu, có ai đấy nhỉ? À đúng rồi, còn ai nữa? À rồi, cô cảm ơn bạn Ngân nhé. Đúng rồi, trong câu chuyện khiến con đi ô tô có rất nhiều nhân vật này, như bác gấu này, khiến con, dê con, khỉ con và lợn con đấy. Vậy khi xe chuyển bánh và dừng lại ở bến đón khách, ai là người lên xe? Cô mời Huy nào. Huy cho cô biết ai khi xe dừng lại ở bến đón khách, ai lên xe nhỉ? À, cô trả lời nào. Cô mời bạn đúng rồi, khi xe dừng lại ở bến đón khách thì là bác gấu lên xe. Khi bác gấu lên xe thì trên xe như thế nào nhỉ? Cô mời bạn là Hương nào. Trên xe lúc này như thế nào nhỉ? À đúng rồi, khi bác gấu lên xe thì trên xe đã chật kín đấy. Ngay lúc đó, ai là người mời bác gấu một vào ngồi vào chỗ của mình nhỉ? Cô mời Mai Anh. Con. Cô cảm ơn bạn Mai Anh nhé. Khi bác gấu lên xe không còn chỗ ngồi thì tất cả các bạn đều mời bác gấu ngồi vào chỗ của mình. Và cuối cùng bác gấu đã ngồi vào chỗ của ai nhỉ? Mai Anh. Cô cảm ơn bạn Mai Anh. Đúng rồi, cuối cùng bác gấu ngồi vào chỗ của bạn kiến con. Và trên đường đi, kiến con còn hát cho bác gấu nghe những bài hát rất là du dương đấy. Câu chuyện kiến con nói về các bạn nhỏ cùng đi trên một chuyến xe buýt. Và trên xe, khi bác gấu lên xe thì trên xe đã không còn chỗ ngồi đã chật kín. Và nhờ sự giúp đỡ của tất cả các bạn trên một chuyến xe mà tất cả mọi người đều có chỗ ngồi. Và
bạn có một chuyến đi chơi thật vui vẻ đấy các con ạ. Các con thấy các bạn trong câu chuyện có ngoan không nhỉ? Các con thấy trong câu chuyện các bạn như thế nào? À đúng rồi, trong câu chuyện các bạn rất là ngoan. Thì chúng mình, cô muốn chúng mình sẽ học tập các bạn trong câu chuyện này nhé. Các con có đồng ý không nào? À, cô cảm ơn tất cả các con. Và qua câu chuyện này, cô muốn gửi tới chúng mình một thông điệp. Khi tham gia giao thông thì chúng mình phải chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngồi trên tàu xe thì các con nhớ phải không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ. Và các con phải biết giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau để vượt qua mọi khó khăn. Các con có đồng ý với cô không? À, cô cảm ơn tất cả các con. Và trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, cô mong muốn rằng các con luôn ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ và thường xuyên vệ sinh thân thể sạch sẽ và ăn uống đầy đủ chất, có một sức khỏe tốt. Và chúng mình đừng quên nhiệm vụ là hàng ngày chúng mình ôn lại những bài học mà cô giáo đã dạy để các con có nhiều kiến thức khi trở lại trường. Và cô Xuân cũng mong muốn rằng sẽ gặp chúng mình trong một thời gian gần nhất. Xin chào tất cả các con. Vâng, chào con. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bậc phụ huynh. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Cô chào tất cả các bạn.